Vâng, Nông Cơ Đức Châu Đắk Nông xin kính chào bà con. Hôm nay em xin lên sóng cho anh em một con máy 1 giờ chuyên xới đất và lên luống nhé. Chuyên xới đất và lên luống thì hiện tại con máy này nó đang đi ở đây là một cái bộ xới rồi, một bộ xới. Thì anh em nào mà mua thì nó sẽ là như thế này, bộ xới, bánh một bánh và máy này. Thôi để em xin giới thiệu sơ qua đã. Đó là con Giangma ST300, công suất rơi tầm khoảng 3,5 ngựa gì đó, 3,5 sức ngựa maximum của nó. Tên của nó là ST300. Đấy. Giá bán như ban đầu em đã nói thì nó là 4.800.000. 4.800.000. Để em bao ship về tận nhà cho anh em nhé. 4.800.000 này là bao gồm bộ sới này, máy. Đó. Và khuyến mại cho anh em 6 cái lưỡi tạt đất nữa. 6 cái lưỡi tạt đất là cái con dao này nhá. Khuyến mại cho anh em 6 con dao tạt đất nữa nhá. Là 4.800.000 là bao ship về tận nhà luôn nhá. Bao ship luôn rồi anh em ạ. Thì cái này ấy, dành cho những cái các bác nào mà diện tích ít, vừa phải làm gia đình thôi nhá, chỉ làm gia đình thôi. Thì các bác đã thuê máy lớn nó sới lên rồi, các bác không cầm được cái cuốc cái sạc mà vem vun lên luống ấy, thì các bác mua con này về đánh cho nó một cái luống, chuyên đánh luống thì đó, hoặc là sới nhỏ gọn nhẹ nhàng tình cảm này. Thì con này giá 4.800.000 thì giá nó cũng bình dân thôi. Đấy, 4.800.000 nhá. Thì như anh em đã thấy thì máy này thì nó hơi cũ tí, em đã sơn lại vỏ bửng rồi nhé. Sơn lại vỏ bửng cho nó đẹp. Thôi còn chất máy thì em vẫn bảo hành cho anh em đoàn hòa, bà con đoàn hòa. Đấy, thì giá là 4.800.000 là bao ship nhá. Bình dân. Anh em mua về có con máy để dùng xài gia đình. Vun gốc mì được, gốc mì, gốc sắn, gốc ngô được. Nhưng mà diện tích gia đình thôi, diện tích gia đình thôi nhé. Thay cho cái cuốc, cái sạc thì nó dùng được rất là ok, dùng rất là ok. Động cơ Giangma, hàng Nhật bãi nhé, đã qua sử dụng. Thì thật sự thì lô hàng em về cũng rất là nhiều. Số lượng đây thì nó rơi tầm khoảng ngót nghét 1.000 con gì đó, 7-800 gì đó, 7-800 con máy, từ cào cào đến các loại. Các bác chỉ cần kết bạn Zalo, loại gì cũng có, thật sự là loại gì cũng có, loại gì cũng có cho các bác. Nhưng mà trừ máy dầu lớn là bên em không làm nhá. Có một số bác có bình luận là không có dàn IC890, bên em không làm dàn IC890, chỉ có cái loại mà mini thôi. Tại vì những cái dòng máy lớn thì người ta bán rất nhiều, bên em chỉ làm những cái dòng mini thôi nhá. Dòng mini thôi, cày mini thôi, sới mini, xăng và dầu. Thì con này là động cơ máy xăng. Thật sự là em có về một lô như thế thì em bán hàng đây thì cũng chưa có đụng chạm đến ai cả, đến bất kỳ một cửa hàng hay là động cơ nào cả. Chưa động chạm đến bất kỳ một ai mà cũng trong nghề cả, anh em trong nghề. Đấy, thì em cũng chưa có động chạm đến ai cả. Thì mong các bác có xem những biết video này thì cũng hạn chế bỏ những cái bình luận gièm pha ra đấy. Bên em nhập hàng về số lượng nhiều như thế này, lời lỗ bọn em tự chịu, thì các bác cũng không động đến kinh tế của các bác, thì các bác cũng rất là thông cảm cho bên em, là cũng có gì nói thẳng. Là một số các bác đông cơ khác, có đông cơ cửa hàng khác bay vào bình luận gièm pha rất là nhiều, thậm chí lập clone là cái ạc ảo rồi đi bình luận tào lao. Đấy, vì là thật sự là em không phải là khoe gì cả. Em nhập hàng về để cho các bác nông dân, các bác làm đất có cái sự lựa chọn. Đấy, cho các bác có sự lựa chọn, nhiều sự lựa chọn. Thì lời lỗ gì cũng không động đề gì đến ai, cái đụng chạm đến ai cả. Mong các bác bớt đụng chạm và bình luận những cái nó không hay. Đấy, khách hàng mua đồ máy bên em thì tất cả chế độ bảo hành bên em cũng có nói rõ, sẵn sàng đổi máy cho các bác. Không bao giờ nợ phụ tùng của bất kỳ một ai cả. Máy hở bạc hở khói các bác bị làm sao, sẵn sàng em đổi máy cho các bác, chứ không phải là bên em gọi là ấy cả. Bên em các bác nào đã mua hàng rồi có thể bình luận bên dưới. Đấy. Thiếu đồ phụ tùng gì của các bác em sẵn sàng em trả đầy đủ cho các bác. Đấy, không có bao giờ mà nợ phụ tùng của ai cả.
Đấy. Phụ tùng các thứ em sẽ kiếm đầy đủ gửi cho các bác, không thiếu một cái gì cả. Nói là làm, bên em là như thế, không phải quảng cáo rồi, thật sự cố gắng hoàn thiện làm sao cho nó tốt nhất cái dịch vụ bên em. Các bác cần cái gì alo là bên em sẽ gửi hàng cho các bác. Cái đó thì nó đơn giản thôi, cũng không có cái vấn đề gì cả. Giờ thời đại 4.0 thì các bác chốt thì em gửi hàng, thế thôi, các bác thiếu cái gì em gửi cho cái đó, rất đơn giản. Chứ một con máy này thì giá nó chỉ có 4.8 triệu là em bao ship rồi các bác nhé. Đấy, trên vừa rồi là có đôi lời tâm sự đấy, nhưng mua một số anh em nông cơ cửa hàng nào mà có cái bình luận hay là những cái ý đồ gì đó, thật sự bên em chẳng quan tâm, cũng chẳng có dành nhiều thời gian mà suy nghĩ những cái vấn đề đấy. Đau đầu trả đơn cho các bác, các bác đặt hàng đã rất là đau đầu rồi, rất là tích cực rồi đấy, chứ cũng không phải là gì cả nhé. Cũng không phải là bọn em cứ dành miếng cơm hay là manh áo của ai cả, chỉ cố gắng làm sao có máy và bán cho các bác, đến tay các bác có cái máy tốt với giá và dịch vụ tốt cho các bác thôi. Còn lại bọn em cũng không để ý đến gì cả đấy. Anh em vào bình luận nó mất hay em chưa giờ bao giờ đụng chạm ai cả đấy. Thôi thì mong các bác rất là ấy. Lượt dislike vừa rồi thì em cũng có tham khảo rồi, thật sự là cũng vô số những anh em bay vào rồi bình luận bấm dislike vì cái lượng hàng của không biết là vì cái gì, nhưng thật sự bên em xuống hàng một số lượng nó quá nhiều. Đây anh em có thể nhìn sơ đây, và em có thể đi quay sơ sơ về cho anh em xem xương xương tí là loại gì em cũng có, từ loại đắt đến loại rẻ. Anh em bà con cứ yên tâm, loại gì cũng có, từ đắt đến rẻ, loại nào cũng có. Đã bán cho các bác thì cũng phải đấy, cũng phải tư vấn làm sao cho các bác có những cái sử dụng con máy nào nó phù hợp. Thì loại nào bên em cũng có, từ cào cào đến giá tầm trung, tầm thấp, tầm cao gì đó, rất nhiều. Thì các bác chỉ cần nói cái số tiền các bác muốn mua và máy công suất bao nhiêu, thì bên em sẽ quay video gửi vào trong Zalo đầy đủ cho các bác. Đó, số lượng ở đây thì rất là nhiều rồi, các bác có thể nhìn sơ qua đây, em cũng không đếm được nó là bao nhiêu nữa. Đấy, chỉ biết nó rất là nhiều đấy, thì có từ đời cao đến đời thấp, loại nào cũng có cho các bác ạ, loại nào cũng có từ đời cao đến đời thấp. Nhưng mà các bác đôi khi có những cái sự mà nó yêu cầu nó quá khắt khe thì thật sự là đôi khi giá cả nó không đáp ứng lại được những cái nhu cầu của các bác đấy. Thì mong các bác rất là thông cảm. Thì bên em bán máy cho các bác ấy, thì có giá loại nào thì là có giá tiền loại đấy, và vừa cái túi tiền vừa với công việc của các bác. Thì các bác chỉ cần mô tả cái công việc đó đấy, xới đất làm luống hay là kéo cày kéo móc gì đó, bên em sẽ tư vấn cho những cái con máy nó phù hợp, các bác mua về đúng mục đích sử dụng đấy, đúng mục đích sử dụng nhé, chứ không phải là cái vấn đề gì nó quá là ấy cả. Trăm người bán vạn người mua thì thật sự là đôi khi nó cũng có những khách hàng các bác cũng không thể nào mà hài lòng 100% với bên em được đấy, cũng không thể nào làm dâu trăm họ nó thế các bác ạ. Cái này là đặc biệt đã bán hàng này là đã làm dâu trăm họ rồi, rất là khó. Thì làm sao mà mong các bác rất là thông cảm bỏ qua cho những cái lời nói của bọn em, và tất cả các đơn đặt hàng của bọn em của các bác nhận cọc là bọn em sẽ làm máy và trả máy cho các bác. Đôi khi thời gian nó hơi chậm một tí thì do nhiều cái yếu tố khác nhau, đơn vị vận chuyển các thứ, rồi là bên em ra làm nó lính tráng nó nghỉ, rồi là nó ấy thôi, thật sự là cũng không có vấn đề gì cả. Đó, trên đây là những cái dòng tâm sự về những cái con máy mà các bác muốn đặt hàng ấy. Thì cái vấn đề mà các bác mua hàng ấy thì phải đặt cọc cho bên em thì bên em mới gửi máy nha các bác nhé. Đấy, chứ nhiều khi các bác bảo không cần cọc hay là sao cả, họ sợ mất cọc. Nói thật các bác, đi thợ nhà em bây giờ 7-8 người làm thì 500.000 hay 1 triệu đồng của các bác thì cũng chỉ bằng một bữa nhậu của bọn em thôi. Các bác sợ mất thì cũng không phải là bọn em không phải là lấy của các bác được 500 hay 1 triệu bọn em nghỉ, bọn em đóng cửa, bọn em không làm nữa rồi bọn em ấy. Có nghĩa là như thế là mình tự bắn vào chân, mình tự đánh mất cái miếng cơm của mình đấy. Nên là các bác cứ yên tâm là đã giao máy, nhận máy hay là làm cái gì đó thì bọn em sẽ làm bằng cái tâm huyết cao nhất cho các bác. Đấy, mong các bác rất là thông cảm. Rồi, ok ạ. Thì các bác nào mà có mua con máy này thì cái
chốt thì báo em nhé. Cũng còn rất là nhiều cái dòng này nữa. Anh em nào mà chốt nhanh tay thì có phích nhẹ nhé, có bớt nhẹ nhàng tình cảm nhé. Còn các bác mà nào mà quan tâm đến máy sới, làm đất đảo tay lên luống hay đa chức năng gì đó, cào cào gì, loại gì em cũng có nhé các bác nhé. Còn các bác nào mà hỏi máy dầu mà cao quá ấy, thì mà to quá thì bên em không có làm. Thì em không làm máy dầu quá lớn, chỉ làm máy mini thôi. Máy xăng, máy dầu mini thôi các bác nhé. Đấy. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm video. Rồi, đây là trên đây là những cái lời tâm sự rất là thật của bên em. Thì mong các bác có gì nói nó hơi quá thì các bác thông cảm bỏ qua cho bên em ạ.